Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Vật. Thì ứng dụng mã vật hay là các loại tem nhãn, các thiết bị mã vật chắc không còn xa lạ gì đấy với mọi người. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một sản phẩm mới của hãng Zebra để có thể là in ra được những cái loại tem nhãn mà mọi người có thể thấy ở trên thị trường. Thì em xin giới thiệu máy có model là ZD230T. Thì cái dòng model ZD230 thì có hai phiên bản. Một đó là máy có thể dùng để in mực, cái thứ hai đó là để mình in trực tiếp trên giấy để can cảm nhiệt. Thì các bạn có thể chọn đúng cái phiên bản mà mình cần dùng để có thể in được. Thì bây giờ em sẽ tiến hành đập hộp và giới thiệu sơ một số tính năng cũng như đi thử cho người xem về khả năng in và chất lượng in của máy ZD230. Em sẽ mở ra cho mọi người xem về linh kiện bên trong của máy ZD230 của hãng Zebra này. Đây, đầu tiên mọi người mở ra đấy, mọi người có thể thấy đây nguyên một cái bảng nó đi kèm là có tất cả những phụ kiện để cho mình tính, mình kiểm tra lại để tính thiếu sót. Đây thì đi kèm những cái phụ kiện và đây nó cũng có đi kèm, không đi kèm luôn nhá. Không đi kèm thì nhãn với lại mực thì mình phải tự mua thêm, chứ không nó không đi kèm, nó chỉ đi kèm một số phụ kiện này. Mình mở ra mình kiểm tra xem thử nó có đúng không. Đây, một là dây USB, cáp USB cho mọi người. Đây. Thứ hai, đây là nguyên bộ của nó này, gồm là hai trục vàng này, đây là hai trục để gắn trục mực và trục thu này, đây là một loại giấy này, và một loại giấy 300m này, và đây là một loại giấy là 75m. Rồi, tiếp theo, đây là adapter, đây mọi người có thể thấy đây là adapter nha, adapter của máy. Rồi tiếp theo bên trong, đây là dây nguồn, cái nguồn thì Zebra cũng rất là chú đáo chuẩn bị cho mình là hai đầu khác nhau, mình có thể là tùy theo ổ cắm của mình thế nào mình sử dụng cho hợp lý. Đây là dòng máy để bàn nên có kích thước và thiết kế rất là nhỏ gọn cũng như là nhìn rất là sang trọng và bắt mắt. Nhìn tổng quan bên ngoài thì mọi người thấy phía sau nó là có cổng kết nối, đó là cổng USB. Thì bên hàng cũng có cho mình nhiều sự lựa chọn option thêm, đó là các bạn có thể là yêu cầu cổng LAN hoặc là kết nối Bluetooth, kết nối Wi-Fi thì mình có thể yêu cầu thêm, đó là phần option. Còn mặt hình của nó là ban đầu là cổng USB. Thì em sẽ mở ra bên trong cho mọi người xem thử. Đây mọi người có thể thấy đây là phía bên trong, đây là cái khay để mình có thể là để giấy, cuộn giấy mình để thì hỗ trợ cho mình để cuộn giấy 50m. Còn phía trên này đây là hộp để mình để mực và cuộn thu mực. Thì vừa rồi em đã tập hợp cho mọi người xem về những phụ kiện cũng như là hình dáng, kiểu dáng bên ngoài đối với máy ZD230 này. Thì tiếp theo em sẽ giới thiệu sơ qua cho mọi người một số tính năng cũng như là một số điều nổi bật nổi trội của dòng máy để bàn mà của ZD230 này, nổi bật hơn những cái dòng máy để bàn khác của hãng Zebra. Thì đầu tiên với cái độ rộng đầu in của máy thì được giữ nguyên, đó là 4 in tương đương với 104mm. Thứ hai đó là tốc độ in của máy thì rất là nổi bật so với các dòng máy để bàn cùng hãng Zebra hoặc là các hàng khác, thì nó chạy tới tốc độ là 6 in trên 1 giây tương đương với 152mm trên 1 giây, thì một tốc độ in gọi là rất là tốt đối với dòng máy này. Và thứ ba đó là bộ nhớ của máy, thì bộ nhớ của máy rất là cao, thì nó lên tới là 128 MB đối với bộ nhớ SD RAM và 256 MB đối với bộ nhớ flash. Thì đây là một trong những cái bộ nhớ của các dòng máy bàn gọi là tốt nhất hiện nay. Thì đây là một cải tiến rất là tốt nổi bật của hãng Zebra. Tiếp theo thì em sẽ tiến hành đi thử cho mọi người xem về cái sắc nét cũng như là đồ cái tốc độ in của máy. Thì máy này thì có độ phân giải là 203 dpi nha mọi người. Em sẽ in thử cho mọi người xem. Đây em vừa in thử cho mọi người xem. Máy in rất là nhanh và cũng như là cái độ sắc nét rất là tốt nha. Thì là dòng sản phẩm với 203 dpi. Đây, in đậm và in chữ nhỏ, in số, in mã vật đều có thể là in tất cả và in rất là nét. Đây mọi người có thể tham khảo. Em sẽ in thêm cho mọi người xem. Mọi người sơ qua. Thì đối với những dòng máy này thì mọi người thấy là nó rất là nhỏ gọn nên thành ra là ứng dụng được rất nhiều trong các lĩnh vực khác nhau, trong vận chuyển, trong y tế hoặc là trong sản xuất hoặc là trong các cửa hàng. Thì mọi người có thể thấy rất nhiều và có thể đặt nó ở bất kỳ đâu, rất tiện lợi để đi. Vừa rồi em đã giới thiệu cho mọi người đập hộp cũng như là giới thiệu một số tính năng và đã in thử cho mọi người xem về chất lượng của máy ZD230 của hãng Zebra này. Thì nếu mọi người có thắc mắc hoặc là cần biết thêm chi tiết về các thông số hay có bất kỳ gì về máy, mọi người có thể liên hệ với công ty Thế Giới Mà Vật qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập theo website của công ty Thế Giới Mà Vật để ở bên dưới. Em xin cảm ơn mọi người.